để bé có thể phát triển toàn diện và khỏe mạnh về thể chất lẫn trí tuệ. Cha mẹ bổ sung ngay 11 loại thực phẩm vàng giúp bé cao lớn, thông minh, tăng cân hiệu quả dưới đây nhé. Cà rốt. Cà rốt là một loại củ rất giàu beta-carotene, tiền vitamin A, giúp cơ thể nâng cao hệ miễn dịch, phòng ngừa các bệnh do nhiễm vi khuẩn, virus rất tốt. Bông cải xanh. Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh là một loại rau cực kỳ tốt cho sự phát triển của trẻ. Nó rất giàu vitamin A, C, K và chất xơ. Trứng. Trứng giàu protein cần thiết cho sự phát triển và cân nặng của trẻ. Tuy vậy, mẹ chỉ nên cho trẻ ăn lòng đỏ trứng gà từ 8 tháng tuổi và sau 1 tuổi mới ăn cả lòng trắng trứng. Thịt gà. Thịt gà là một thực phẩm chứa nhiều chất béo và đạm. Ngoài ra, còn có các vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, phốt pho, sắt, cực kỳ tốt cho trẻ sơ sinh tập ăn dặm. Chuối. Trái cây này đứng đầu bảng về hàm lượng KPS và năng lượng. Bé ăn nửa quả hoặc một quả chuối mỗi ngày để bổ sung năng lượng, hỗ trợ tăng cân. Khoai lang. Khoai lang giàu đường và beta carotene. Mẹ có thể cho bé ăn khoai lang nghiền, khoai lang trộn sữa, phô mát hoặc làm thành bánh nướng cùng táo ngọt và thịt gà. Dầu ô liu. Ngay từ lúc đầu bắt đầu ăn dặm, mẹ có thể thêm dầu ô liu vào bột của bé. Loại dầu thực vật này giàu chất béo và tốt cho sự phát triển của trẻ. Bơ. Trong một quả bơ cung cấp đến 370 calo cho cơ thể. Một ly sinh tố bơ thêm ít đường và sữa hoặc bơ dầm trộn với sữa chua là hai món tuyệt vời bạn có thể bổ sung cho bé. Sữa nguyên kem. Sữa nguyên kem có hàm lượng canxi và calo dồi dào. Bé từ 1 tuổi trở xuống, mỗi ngày một cốc sữa nguyên kem có thể cải thiện được cân nặng. Xoài. Xoài chứa lượng lớn vitamin C, vitamin A, hàm lượng calo cao, 100 calo. Bạn nên chọn xoài chín vàng, ngọt để cho bé ăn nhé. Và cuối cùng là hạt ngũ cốc. Ngũ cốc rất giàu vitamin E, protein và chất béo. Mẹ có thể thêm một ít hạt ngũ cốc trộn cùng cháo nếu trẻ đã trên 8 tháng tuổi. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!